Một lần nữa chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sáng ngày 3 tháng 6. Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris, thì thị trường chứng khoán Á đã chịu ảnh hưởng mạnh, hầu hết các chỉ số chính tìm được trong sắc xanh vào phiên giao dịch cuối tuần. Vào ngày 1 tháng 6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi Hiệp định Paris, tuy nhiên ông Trump lại muốn thương lượng một thỏa thuận khác công bằng hơn cho Mỹ. Tháng 5 đồng thời cũng là tháng các công ty tư nhân của Mỹ công bố dữ liệu về bảng lương của công ty, và điều này khiến nhiều nhà đầu tư đặt hy vọng vào những báo cáo lạc quan trong thời gian tới. Báo cáo của ADP cũng cho thấy tỷ lệ việc làm của lĩnh vực tư nhân đã tăng lên, đạt 253.000 việc làm, nhiều hơn so với dự báo trước đó ở mức 185.000. Những yếu tố này cũng tác động tới tâm lý của các nhà đầu tư châu Á. Tại thị trường châu Á, các cổ phiếu đáng chú ý là cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại Nhật Bản, cả hai hãng Nissan và Honda đều đưa ra báo cáo doanh số tăng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên doanh số của Toyota lại giảm. Cổ phiếu của Nissan và Honda tăng tương ứng là 2,71% và 2,63% sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 2 tháng 6. Ngược lại, cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô tại Hàn Quốc lại không thể tìm được sắc xanh sau khi doanh số ô tô bán tại Mỹ giảm mạnh trong tháng 5, cụ thể là hai hãng Hyundai Motor và Kia Motor. Cổ phiếu của Hyundai giảm 1,51%, Kia cũng chứng kiến phiên giảm điểm 0,88%. Một số nguồn tin thân cận cho hai OPEC đã tiến hành bàn bạc về phương án có thể cắt giảm sản lượng thêm từ 1 đến 1,5% trong bối cảnh lượng dầu tồn kho vẫn đang duy trì ở mức cao và tác động tiêu cực đến giá dầu thế giới. Trước đó, ngày 25 tháng 5, các nước xuất khẩu dầu mỏ trong và ngoài khối OPEC đã đi đến thỏa thuận gia hạn thời gian cắt giảm sản lượng đến tháng 3 năm 2018, bất chấp cảnh báo việc kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng có thể gây tranh cãi. Một trong số các nguồn tin cho hay, OPEC có thể mở rộng sản lượng cắt giảm thêm khoảng 300.000 thùng mỗi ngày. Theo đó, lượng dầu cắt giảm sẽ bằng khoảng 1% sản lượng tháng 4 và nâng tổng lượng dầu mà OPEC cắt giảm lên con số 1,5 triệu thùng mỗi ngày, thay vì 1,2 triệu thùng như thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên hiện tại, OPEC vẫn đang chờ đợi những phản ứng của thị trường trước khi tiến hành những động thái tiếp theo. Trong ngày 1 tháng 6, người biểu tình tụ tập bên ngoài Nhà Trắng để phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông chính thức tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ngày 1 tháng 6, nhiều người đã tụ tập bên ngoài Nhà Trắng để phản đối quyết định mới nhất của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Chỉ 3 giờ sau tuyên bố chính thức của ông Trump, nhiều người đã tụ tập bên ngoài Nhà Trắng, phần đông họ làm việc ở thủ đô Washington và tham gia cuộc biểu tình ngay sau giờ làm việc. Thỏa thuận này là cơ hội cho chúng ta để góp phần làm thế giới tiến lên phía trước, và giờ đây chúng ta đang tụt lại đằng sau. Thật tồi tệ cho chúng ta, và đây chính là một thảm họa. Biến đổi khí hậu là kiến thức khoa học mà hầu hết ai cũng biết và ai cũng nghĩ là tất cả mọi người đều đồng ý với việc chống lại biến đổi khí hậu. Và lý do duy nhất mà họ từ chối Hiệp định Paris là vì họ đặt lợi ích chính trị lên trên tương lai của hành tinh này. Ngày 1 tháng 6 vừa qua, ông Trump đã chính thức tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và sẽ tìm cách thương lượng một thỏa thuận mới. Hiệp định Paris được 196 bên tham gia thông qua vào năm 2015 và có hiệu lực vào tháng 11 năm ngoái. Nó đặt ra mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C so với nhiệt độ của thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp vào khoảng những năm 1850. Báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ cho thấy nhiều tín hiệu tích cực sau khi bất ngờ chững lại vào hồi tháng trước. Báo cáo vừa được ADP công bố càng làm cho tăng khả năng một đợt tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 6. Theo báo cáo của ADP, khu vực tư nhân của Mỹ đã bổ sung thêm 253.000 việc làm mới trong tháng 5 vừa qua. Chỉ số này đã giúp báo cáo việc làm tại Mỹ quay trở lại với đà tích cực trong nửa năm qua sau khi bất ngờ chững lại vào tháng 4. Kết quả khảo sát này của ADP cũng vượt qua dự đoán mà nhiều chuyên gia phân tích đưa ra, với chỉ sắp xỉ khoảng 180.000 việc làm mới mà nền kinh tế Mỹ bổ sung như hồi tháng 4. Khảo sát được ADP thực hiện trên 441.000 doanh nghiệp và 24 triệu lao động, được công bố trước khi báo cáo thất nghiệp chính thức của Mỹ được đưa ra vào cuối tuần này. Báo cáo việc làm là một chỉ số quan trọng tác động đến những quyết định trong cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo đó, với những thông tin tích cực thời gian gần đây, giới đầu tư nhận định hiện có đến 96% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất lần tiếp theo vào tháng 6 này. Tỷ lệ lạm phát tháng 5 trong khu vực sử dụng đồng tiền chung euro hay còn gọi là Eurozone với 19 nước thành viên đạt mức thấp nhất trong năm nay với 1,4%. Theo cuộc thống kê Eurostat của khu vực sử dụng đồng euro hay còn gọi là Eurozone với 19 nước thành viên, tháng 5 là tháng mà Eurozone có tỷ lệ lạm phát thấp nhất trong năm nay với 1,4%. Lạm phát tháng 5 thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự đoán và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 1,9% của tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone trong tháng 4 cũng đạt mức thấp nhất trong 8 năm với 9,3%. Eurostat cho rằng lạm phát thấp hơn dự báo là nhờ giá năng lượng và thực phẩm giảm. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu hồi đầu tuần đã cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để rút khỏi chương trình nới lỏng định lượng hoặc nâng lãi suất cơ bản.
Ông Mario Draghi tin rằng Eurozone nên tiếp tục chính sách tiền tệ lỏng lẻo để tiếp tục ổn định lạm phát trong khu vực và để lấp đầy những rủi ro tiềm ẩn mặc dù khối này đang phục hồi kinh tế. Eurozone đang chờ xem liệu chỉ số hài hòa giá tiêu dùng của khối, viết tắt là HICP, trong năm 2017 có thoát khỏi số âm hay không. Con số này được Ngân hàng Trung ương châu Âu lấy từ tháng 5 mỗi năm. Vào năm ngoái, HICP ở mức âm 0,1%. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn mức dự báo, tỷ lệ lạm phát trong Eurozone lại quá thấp để có thể là điểm tốt cho sự phục hồi kinh tế thực sự. Thực vị Cục Thống kê Brazil cho biết kinh tế nước này đã thoát khỏi đợt suy thoái tồi tệ nhất và tăng trưởng quý 1 đạt cao nhất trong gần 4 năm qua. Theo số liệu của chính phủ Brazil, thì kinh tế nước này đã thoát khỏi đợt suy thoái tồi tệ nhất và đạt mức tăng trưởng cao nhất trong gần 4 năm. GDP của Brazil tăng 1% trong quý 1 so với quý trước đó và là mức tăng cao nhất kể từ quý 2 năm 2013. Tăng trưởng lần đầu sau 8 quý suy giảm cũng phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế trong một thăm dò của Reuters. Việc thoát khỏi suy thoái sâu là điểm tốt cho Tổng thống Brazil Michel Temer, người đàn áp các cuộc biểu tình đòi ông này từ chức sau khi tòa án tối cao mở cuộc điều tra ông vì tham nhũng và cản trở pháp luật. Đợt suy thoái kinh tế lâu nhất và dài nhất của Brazil kể từ năm 1901 đã gây ra thất nghiệp lớn và giúp lật đổ của Tổng thống Dilma Rousseff vào năm ngoái, vì bà đã bị tuộc tội vi phạm luật ngân sách và có tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục. Kinh tế Brazil giảm 0,4% trong quý 1 so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 2,5% trong quý trước đó. Một em bé 10 tháng tuổi ở quốc gia Bắc Âu, Lithuania vừa thắng trong cuộc thi ai bò nhanh nhất nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Em bé 10 tháng tuổi Mykolas Bosiniuas ở Lithuania vừa thắng trong cuộc thi ai bò nhanh nhất nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Bé trai đánh bại 24 đối thủ để giành danh hiệu bò nhanh nhất với cú vượt lên ngoạn mục ở phút chót gần vạch đích. Bé Mykolas đã kỷ niệm sinh nhật 10 tháng vào ngày 1 tháng 6 một cách đặc biệt như thế. 25 em bé tham gia cuộc thi bò được các bà mẹ khuyến khích bò về phía vạch đích bằng cách giơ các đồ vật như điều khiển TV phát sáng, chai sữa, bong bóng màu đỏ, đồ chơi hình thú và điện thoại di động. Vài bé đã bị thua mặc dù dẫn đầu sớm vì bé bị sao nhãng hoặc tỏ vẻ không thích bò đến vạch đích. Vài bé không bò qua vạch xuất phát. Chiến thắng của bé Mykolas khiến bố mẹ rất phấn khởi. Chiến thắng này thật quan trọng và bé chỉ có thể tham gia cuộc thi một lần trong đời.